các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái màn hình con Huawei Honor V8 nha các bạn. Con này cắt xài gớt bể màn hình nè, sọc màn hình. Thì màn hình này bên mình có sẵn màn hình zin nha các bạn. Thì các bạn tới thay ngồi chờ tầm khoảng tiếng rưỡi rồi lấy máy luôn. Rồi giờ kỹ thuật sẽ tiến hành tháo máy ra thay màn hình các bạn. Con này mình sẽ tháo cái này gớt luôn cái miếng trên này nè các bạn. Nó cái miếng này chỗ này các bạn tháo cái miếng này rồi dặn ốc ra. Dặn ốc xong mình sẽ lấy cái cây sim, lấy cây sim ra xong rồi mình sẽ tháo cái nắp lưng. Con này nó có cái phím vân tay sao các bạn thấy không? Rồi bạn nha tháo kỹ nha, đó còn dây phím vân tay đó tháo kỹ chừng đứt cái phím vân tay. Con này tháo cũng dễ các bạn chỉ cần tháo cục pin rồi tháo chấu màn hình ra, tháo màn hình kéo màn hình ra xong rồi. Không cần phải tháo cục pin đâu. Tháo cái lo ngoài. Rồi mình cũng cò nóng cho keo nó mềm nó hở lên để mình tháo cái màn hình ra thôi. Rồi tháo màn hình xong các bạn, mình sẽ vệ sinh cái bể với kẹo cũ trong cái sườn cũ rồi mình sẽ gắp màn hình vô, mình test màn hình xong rồi mình sẽ gắp màn hình các bạn. Để cho anh vệ sinh chút các bạn. Rồi giờ em sẽ tiến hành gắp cái màn hình vô các bạn. Màn hình bên mình đã test xong rồi, màn hình ok các bạn. Mình gắn cái lò ngoài vô luôn và mình sẽ nhận con ốc để cố định cái sợi cáp nữa. Thank you.
Trong ga bị bụi nha các bạn, anh lấy keo anh chấm cái lấy bụi trong cái mắt camera ra nha các bạn. Anh vệ sinh luôn cái mắt còn kính camera của mắt các bạn. Vệ sinh cái mắt camera xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái phím nhân cộng dây phím nhân tay gắp cái nắp lưng rồi các bạn. Anh chưa có dán tem bảo hành. Giờ anh ghi cái tem để bảo hành các bạn. Giờ mình sẽ mở cái màn hình lên, mình test sơ cái màn hình cho các bạn xem, rồi mình sẽ kết thúc video các bạn. Màn hình sáng đẹp, cảm ơn nhạy bình thường các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có màn hình mà hư bãi mà kính cảm ơn, các bạn cứ liên hệ mình có hàng sẵn thay các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip sau.